Ví dụ như có hai con đường, một cái con đường dẫn mình đi đến luôn đến mục tiêu, còn một cái con đường thì nó dẫn mình đi đến những cái điều không tốt đẹp, thì mình chọn đi đường nào? Nếu mà mình chọn đi cái đường mà dẫn tới những điều không tốt đẹp á, có nghĩa là mình cứ tập trung vào những cái điều không có tích cực như vậy, nó dẫn mình đi đến những điều không tốt đẹp, đúng không ạ? Và khi mình đi cái con đường đó thì ai đi cái con đường mục tiêu của mình đây? Mình có nhiều nhiêu đó thời gian mỗi ngày mà mình dừng lại mà mình đi con đường khác thì không thể nào mình tới mục tiêu được, đúng không? Nên là thành ra Diễm luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn tỉnh nha chị, luôn luôn tỉnh thức để mà mình biết được mình cần phải luôn luôn tập trung vào cái điều mình muốn, luôn luôn đi trên cái hành trình của mình rất là tập trung. Chỉ cần là có những cái gì mà làm cho mình sao nhãng một cái thôi là mình đã phải thật sự tập trung để mình quay về cái hành trình con đường của mình ngay nha các anh chị nha. Các anh chị đi nhanh hay không nhanh là nó tùy thuộc vào cái sự tập trung của các anh chị thôi. Nè, chứ không có ai mà không có ai giỏi hơn ai, cũng không ai thông minh tài giỏi hơn ai đâu các anh chị. À, tất cả chúng ta ở đây mình đều có tiềm thức. Các anh chị đều sử dụng được những quy luật của vũ trụ. Mỗi anh chị ở đây mình đều có cái con người phi thường bên trong. Nếu mà có thể là sao à? Hậu thuẫn và giúp cho các anh chị làm mọi điều các anh chị muốn. Nhưng mà quan trọng là cái sự tập trung của mình thôi. Các anh chị có thực sự tập trung vào cái mục tiêu mà mình đặt ra hay không? Và trên cái hành trình mà mình đi đến mục tiêu đó, các anh chị có để những cái việc gì đó nó làm cho mình sao nhãng hay không? Hay là mình sẽ luôn luôn tỉnh thức để mình biết được rằng là mình cần phải tập trung vào cái mục tiêu của mình. Đừng có để bất kỳ cái điều gì làm cho mình bị sao nhãng. Nha các anh chị. Có thể là trên hành trình mình đi, có một vài cái gì đó rất là đẹp luôn rồi đứng lại mình giờ mình nhìn mình tám xong hết thời gian chẳng hạn vậy, hoặc là trên hành trình mà mình đi đó là có nhiều người vẫy vẫy mình như này đó. Hơi xong rồi đứng lại nói chuyện tuyệt vời quá, tám chuyện đúng không ạ, rồi xong cái không có sự tập trung. Đơn giản là cái bí kíp ở đây cái đó là cái sự tập trung, sự tập trung trên cái hành trình của mình. Nên hãy luôn luôn tỉnh thức nha, để biết được rằng là khi mà mình tiến về phía ước mơ của mình một bước thì ước mơ của mình mới tiến gần với mình một bước anh chị. Và hãy xem người phản đối và người ủng hộ, phải chấp nhận thôi, không có người nào mà chỉ có người ủng hộ thôi mà không có người phản đối đâu ạ. À, nha các anh chị nha, luôn luôn đúng không ạ, luôn luôn là có người ủng hộ và sẽ có người phản đối, nên mình cần phải chấp nhận được điều này. Đầu tiên là mình chấp nhận được điều này và mình cần phải hiểu được rằng là cái gì mình tập trung ở đó mở rộng. Quan trọng là các anh chị mong muốn tập trung vào những cái người ủng hộ mình hay mình tập trung vào những cái người phản đối thôi. Mình chấp nhận để mà mình đi qua rất là dễ dàng, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Tiếp theo đó là cái hành trình với những cái điều có những điều không thuận lợi nhưng mà cũng có nhiều phép màu. À, ngày hôm nay mình đọc qua trên cái hành trình mình đi các chị, đôi khi thì mình cũng sẽ gặp những cái điều không có thuận lợi nghe các chị ha. À, tại sao nó không có thuận lợi thì vì tư duy của mình, tư duy tới đâu thì mình sẽ có thể là khi mà tư duy mình ở mức 7, mình gặp những cái sự việc ở mức 5 thì mình xem cái là chuyện rất là nhỏ. Và ví dụ tư duy của mình ở mức 5 mà cái việc nó đến ở mức 7 thì mình sẽ xem rằng là cái điều này là cái điều mà mình không có biết làm. Và khi mà mình không biết làm mà mình làm đại á thì nó không có ra kết quả. Nha các anh chị, không có thất bại đâu ạ, chỉ có phản hồi thôi. Chỉ có là vũ trụ phản hồi cho các anh chị biết được rằng là làm cái điều này thì nó sẽ không ra kết quả. Và việc của mình đó là mình cần phải phát triển tư duy của mình lên. Đúng mà để mình làm những cái nó khác đi, giúp cho mình tạo ra kết quả. Các anh chị ghi giúp Diễm câu này ạ. Đó là không có thất bại đâu ạ. Tất cả chỉ là phản hồi thôi. Ghi lại đóng khung lại. Chỉ có phản hồi thôi các anh chị. Phản hồi để cho mình biết rằng là cái điều mà mình đang làm. Chẳng hạn như khi mà các anh chị làm một cái việc gì đó mà nó tạo ra cái kết quả. Là kết quả luôn luôn nói thật đúng không ạ? Và cái kết quả đó nó phản hồi cho các anh chị biết rằng là mình đang làm cái điều này là nó có chính xác hay không. Nha các anh chị. Và nếu như mình cảm thấy là à, ok mình làm điều này không có chính xác thì các anh chị biết rằng là mình phải cần phải có những cái bài học để mà mình điều chỉnh.
đúng không ạ, để mà mình điều chỉnh thôi, chứ mình đừng có xem là trời ơi đúng mà mình tự đánh giá bản thân của mình là tôi không đủ tốt và tôi không có đủ giỏi, tôi không có đủ thông minh đó, rồi tới cái này cái kia cái nọ, sau đó mình không vui, mình không có thoải mái, mình không có hạnh phúc. Cái chị biết rằng là những người thành công họ có chỉ số hành động rất là cao, và họ xem cái kết quả đó là cái sự phản hồi xem là cái cách làm nó có đúng không. Khi mà họ nhận được cái phản hồi không đúng cái là ngay lập tức rồi, và ngay lập tức là họ biết rằng họ cần phải điều chỉnh và thay đổi, và thế là tiếp tục họ sao ạ, họ phát triển cái bản thân tư duy của họ lên, họ hành động tiếp nha các anh chị. Còn đây là những cái người không thành công nè, đó là ngồi tự trách bản thân, tự đánh giá bản thân, không có năng lượng, rồi không làm luôn, bỏ cuộc luôn, không có năng lượng không làm luôn, xong đổ thừa bản thân luôn, đổ thừa rằng là chắc là bản thân không đủ tốt, không đủ giỏi, không đủ khả năng, không phù hợp với mình nên không làm, không dễ không làm. Các chị thấy kịch bản không? Còn đối với những cái người thành công đó nghe chị, họ không có tốn thời gian cho cái việc đó là tự đánh giá phán xét bản thân, rồi không đủ tốt không đủ giỏi, rồi tự động, rồi tự ngồi đó tự trách, rồi tự không có năng lượng, rồi tự không vui. Những người thành công họ không có thời gian làm điều đó cái gì. Những người thành công là ok họ làm điều này và họ thấy rằng không tạo ra kết quả, họ biết ra là họ cần phải điều chỉnh, ngay lập tức có những hành động mới, ngay lập tức là phát triển tư duy của mình là có những hành động mới nghe chị ha, cho đến khi mà họ tạo ra kết quả. Đây là cái kịch bản của người thành công, và Diễm có cơ hội là Diễm làm việc với những người thành công rất là nhiều như vậy, và Diễm phát hiện ra rằng là đó là sự khác biệt. Những người không thành công họ tốn quá nhiều thời gian cho cái việc nghĩ, suy nghĩ về bản thân của mình, tự trách bản thân của mình, đánh giá bản thân của mình, và cuối cùng họ ra quyết định họ không làm được. Nhưng mà đối với người thành công thì sao ạ? Chỉ số hành động rất cao, và họ xem những cái kết quả đó là cái sự phản hồi. Và như Diễm chia sẻ với các anh chị đó là để mà cái hành trình mà mình đi các anh chị thành công, nối tiếp thành công đúng không ạ, thì mình cái cách tốt nhất, nhanh nhất và dễ dàng nhất đó là học theo người thành công mà mình thành công luôn. Đây là cái con đường mình phải đỡ phải sai lầm nhiều quá. Giống như ở đây ông Warren Buffett ông ấy bảo này, ý tôi là đôi khi cần phải trải qua một số điều, những hơi điều, một số điều không có thuận lợi, nhưng mà đừng có sai lầm nhiều quá. Bây giờ mà mình làm không đúng nhiều quá, nhiều lúc cái nguồn lực của mình không có đủ, đúng không ạ, nguồn lực mình không có đủ hay chị, mà mình không đúng nhiều quá thì cái thời gian của mình nó cũng có giới hạn mà, công sức của mình nó cũng có giới hạn mà cái gì. Thời gian của mình ví dụ như mình sống 100 năm, 120 năm tới đó thôi, mà giờ mà mình không đúng nhiều quá thì nó tốn thời gian của mình các anh chị nha. Nên là tại sao các anh chị biết không, ông Warren Buffett á, để mà ông ấy không có bị không đúng nhiều quá, ông ấy đã đánh đổi cái thời gian bằng cách là ông ấy sẽ học theo người thành công. Ông ấy học của người thành công từ đâu ạ? Từ những trang sách. Ông ấy một ngày á các anh chị, ông ấy dành 5 tiếng đồng hồ để đọc sách đó, là vì ông ấy không có muốn phải trả giá cho cái việc là mình không có thành công, không có muốn tự mò đường bằng cách là mình học từ người thành công đi đỡ mò đường. Ông ấy chơi với những cái người bạn giỏi hơn ông ấy, thông minh hơn ông ấy, tuyệt vời hơn ông ấy, để học ở phải trả giá, là ông ấy cũng đã học từ rất nhiều những cái người thầy trong cuộc đời của mình. Để chi ạ? À? Để ông ấy đừng có sai lầm nhiều quá, bằng cách là mình hãy học từ người thành công. Khi mà mình chưa biết cái điều gì á các anh chị, đừng có làm đại, đừng có làm đại, mà phải đi phát triển, phải đi học hỏi, phải đi phát triển đã. Khi mà có cái công thức, khi mà có con đường và có người thầy là mình đi để đảm bảo luôn nha các anh chị. Nên là các anh chị thấy là tại sao cỡ cả Bill Gates là ông ấy cũng dành một ngày, ông ấy cũng dành rất nhiều thời gian để đọc sách, kể cả Elon Musk các anh chị, ông ấy dành rất nhiều thời gian trong ngày để đọc sách. Tại sao vậy đúng không? Tại sao những cái người thành công giàu có họ họ có thể là thời gian họ rất là quý, nhưng họ vẫn dành ra 4-5 tiếng trên một ngày để họ học hỏi từ người thành công? Vì họ không muốn là sao à, họ không muốn phải hao tổn nguồn lực,
tốn nhiều thời gian cũng như công sức mà họ muốn học từ người thành công luôn nha các anh chị nha. Ha, nên là mình hãy luôn luôn có cái tư duy này. Khi mà mình mong muốn làm một điều gì đó thì các anh chị phải học hỏi, phải tìm xem là cái người nào họ đã đạt được cái điều mà các anh chị muốn rồi. Tìm đến được cái đường nữa con người đó.